Trở lại với các tin tức trong nước, hệ thống Anh ngữ Justina đã chính thức khai trương cơ sở thứ 9 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Justina được đánh giá là một trong những trung tâm Anh ngữ hàng đầu trong đào tạo tiếng Anh giao tiếp với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tại Việt Nam. Trong 10 năm qua, Justina đã ghi nhận đào tạo tiếng Anh cho hơn 40.000 học viên trên cả nước, hơn 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hợp tác giảng dạy với hơn 40 trường đại học hàng đầu tại Việt Nam như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự uy tín và chất lượng tại Justina. Cảm thấy mình thực sự rất là hạnh phúc và vô cùng vinh hạnh khi mà được đồng hành cùng một trung tâm Anh ngữ rất là uy tín và hiện đại như là Justina. Và nhờ có sự hỗ trợ, sự giúp đỡ từ các anh chị, từ các thầy cô giáo ở Justina và đặc biệt là trong cái quãng thời gian mà Hà training ở Team Miss World thì kỹ năng tiếng Anh bây giờ của Đỗ Hà đã tốt hơn rất là nhiều. Tại cột mốc 10 năm, hệ thống Anh ngữ Justina cũng đánh dấu bước tiến mới trong việc phát triển tầm nhìn tương lai. Justina đẩy mạnh đầu tư về công nghệ, đào tạo nhân lực với chuyên môn cao. Giáo viên Justina phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe, yêu cầu bằng cấp cũng như kỹ năng giảng dạy, truyền cảm hứng tốt để đạt tiêu chuẩn đứng lớp, phát triển các chương trình học tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng, giúp người học tự tin giao tiếp và chinh phục thành công các chiến chỉ quốc tế. Với sứ mệnh kiến tạo những giải pháp giáo dục chuẩn quốc tế giúp người Việt Nam làm chủ tiếng Anh, Justina đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành hệ thống giáo dục và đào tạo uy tín, cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của nhiều đối tượng học viên khác nhau.